Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc vẫn đang tiếp tục suy yếu và di chuyển ra biển, tạo điều kiện cho gió đông nam đưa ẩm từ biển vào. Do vậy, ở khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, vào đêm và sáng sớm có xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa. Tuy nhiên, sương mù và mây nhiều chỉ tập trung vào thời điểm đêm và sáng sớm, còn đến trưa chiều thì trời chuyển nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Tuy nhiên đáng lưu ý là từ đêm nay sang đến ngày thứ hai đầu tuần, 22 tháng 2, rãnh gió Tây trên mực 5.000m sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, khiến cho mưa rào rải rác xuất hiện trở lại tại các tỉnh vùng núi. Mưa xảy ra chủ yếu về đêm và sáng nên nhiệt độ ban ngày cũng chỉ giảm nhẹ. Với các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho mưa giảm nhanh chỉ còn vài nơi. Ở khu vực Bắc Trung Bộ thì sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây và có nắng, nên nhiệt độ cũng chưa tăng cao với mức nhiệt ban ngày dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung Trung Bộ, ban ngày trời nắng nhiều hơn với mức nhiệt từ 24 đến 27 độ. Nơi có nhiệt độ ổn định nhất vẫn là khu vực Nam Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ, riêng phần phía Nam có nơi trên 30 độ. Với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định. Tuy nhiên đáng lưu ý là về đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất hạ về trong khoảng từ 14 đến 17 độ ở vùng cao nguyên. Trong khi các tỉnh thành Nam Bộ thì tiết trời se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Còn vào ban ngày trên cả hai khu vực đều có nắng. Mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều tăng lên ở khoảng từ 28 đến 30 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ đối với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây Nam Bộ. Tin cập nhật về bão Duzuan. Chiều nay, bão Duzuan đã nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đất liền Philippines. Dù vậy, cơn bão này vẫn đang tiếp tục gây mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa dữ dội cho đất nước Philippines. Hồi 17 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc, 126,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía đông miền trung Philippines. Trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sang Tây Bắc và đi vào các tỉnh miền trung Philippines rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Như vậy, trái với dự đoán ban đầu của các trung tâm khí tượng hàng đầu thế giới như GMA của Nhật Bản, GFS của Hoa Kỳ, cơn bão này đã không thể giữ nguyên sức mạnh để quét qua Philippines và tiến vào Biển Đông nước ta. Đây là điều rất may mắn cho quốc đảo này khi không phải gánh chịu sức tàn phá trực tiếp của bão. Tuy nhiên, qua đó cũng thấy việc dự báo bão khó khăn đến như thế nào khi diễn biến của một số cơn bão rất phức tạp, thay đổi hướng đi liên tục, khiến cho hàng loạt trung tâm khí tượng trên thế giới đều việt vị như dự đoán về cơn bão này. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi trên 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa,
Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.